Mới đây, đoàn công an thủ đô Viêng Chăn, Lào do Thiếu tướng Bút Phả Siphoma, Giám đốc Công an thủ đô dẫn đầu đoàn đã sang thăm và có buổi làm việc tại Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc, Thượng tá Dương Đức Hải, trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo khái quát về công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội trong thời gian qua, cùng những kết quả đạt được trong lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm trên địa bàn thủ đô. Thay mặt đoàn công an thủ đô Viêng Chăn, Lào, Thiếu tướng Bút Phả Siphoma cảm ơn những tình cảm, sự đón tiếp nồng hậu của Công an thành phố Hà Nội dành cho đoàn, đồng thời khẳng định sự phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo và phối hợp với Công an thành phố Hà Nội trong nhiều năm qua đã gắn kết thêm tình cảm đặc biệt của lực lượng công an thủ đô hai nước. Khẳng định những kết quả đạt được là sự phối hợp chặt chẽ trong nhiều năm qua của công an hai thủ đô, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho rằng lực lượng công an thủ đô hai nước cần tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội mỗi nước nói chung, cũng như công dân làm việc sinh sống tại hai nước.